Kami 2.0 quy lên 2019 lên màn Android ZX10 phiên bản giới hạn đây các bác. Trước mặt các bác đây là chiếc màn hình mà sau khi bên em đã lắp vào hoàn thiện rồi. Tất cả thì nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin như này các bác nhé. Gần như là nguyên bản của xe luôn. Và nó sẽ biến cái màn thường của bác thành cái màn Android, mình thay thế hẳn luôn cái màn zin. Đây, màn Android này thì sẽ có kèm cam 360. Các bác có thể quan sát toàn cảnh bên phụ này, bên lái này, đằng trước này. Cam đằng trước các bác có thể lấy cái cam đằng trước của nó hiển thị ở đây. Khi mà mình vào lùi này, cam sau này. Cam sau này của em đang mở cốp này, nó hơi vểnh lên trên này. Đây là cam trước này. Đấy, có nhìn toàn cảnh. Ngoài ra với cái màn liền cam 360 này thì mắt cam nó sẽ là cam ghi hình bốn xung quanh xe luôn nha các bác nhá. Đây. Khi mà các bác vào xem mình có thể xem được cái góc quay của nó quay ghi hình bốn xung quanh xe luôn. Nên là ví dụ các bác mà có di chuyển trên đường mà có va quẹt ở bên sườn này hoặc là đằng sau đằng trước thì nó sẽ có cam ghi lại cái hình ảnh ấy trực tiếp luôn. Rất là tiện. Chứ không phải là cái cam mà các bác gắn ở đây thì nó chỉ quan sát được cái phần nắp capo trên này Ngoài ra thì với màn Android các bác sẽ có đầy đủ những cái tính năng sử dụng rảnh tay ở trên này. Và điều đặc biệt với màn Android các bác có thể sử dụng cái phím ra lệnh điều khiển bằng giọng nói. Mở video, nhạc trẻ, remix. Các bác có thể sử dụng bằng cái ra lệnh giọng nói để điều khiển chiếc màn hình này nó là làm việc, ra lệnh cho nó để nó mở những cái ứng dụng mà các bác cần này. Mình có thể sử dụng điều khiển để chỉ đường này, đi chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Ngay lập tức thì chiếc màn hình mình sẽ mở cái ứng dụng Việt Map S2 và cái bản đồ này nó có một cái điều đặc biệt đó là nó sẽ có cái cảnh báo giới hạn tốc độ ở trên này. Đây, ở trên này các bác có thể thấy hiển thị với cái vị trí mà em đang đứng này sẽ là cái tốc độ giới hạn là 50 km/h này và 1,2 km nữa thì sẽ tới biển là tốc độ giới hạn là 60 km/h. Đây và nó sẽ có tạo cho mình cái lộ trình màu đỏ đây đây và các bác chỉ việc đi theo cái cung đường này nó chỉ thôi. Nó rất là tiện đúng không ạ? Bác nào mà xe mà chưa có bản đồ các bác đang sử dụng điện thoại này hoặc là chưa có cái chức năng giải trí nghe nhạc trực tuyến thì các bác có thể qua Acala Thái Nguyên để nâng cấp cái màn hình trên xe của mình các bác nhé.